Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 7 Tây tháng 7 năm 2021. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một buổi chiều chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài thì vẫn là phần bảo trợ. Phần bảo trợ ngày hôm nay là phần bảo trợ của tờ Epoch Times Việt ngữ. Và quý vị nào chưa có dịp đọc tờ Epoch Times Việt ngữ, quý vị có thể tìm đọc tờ Epoch Times Việt ngữ. Epoch Times là một công ty truyền thông độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tập đoàn hay đảng phái chính trị nào, có mặt trên 36 quốc gia và được dịch sang 22 ngôn ngữ. Tuần báo Epoch Times tiếng Việt phát triển rất nhanh tại Hoa Kỳ, mang tới cộng đồng người Việt những tin tức trung thực và giá trị truyền thống. Kính mời quý vị ủng hộ đặt báo qua hai số 626-618-6168 và 714-356-8899 hoặc trực tiếp etviet.com. Trân trọng giới thiệu. Và đó là phần bảo trợ của tờ Epoch Times Việt ngữ. Mọi chi tiết quý vị có thể vào chữ etviet.com. Et chức tức là chữ Epoch Times viết tắt, etviet.com. Và đó là phần bảo trợ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta lại bước vào cái đề tài mỗi một ngày của chúng ta. Dạo này không có nhiều tin liên quan tới Trung Quốc, cho nên là đặc biệt là tập trung vào đề tài giữa mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và những gì đang xảy ra, cũng như sự tham vọng của chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đối với khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Hai đề tài ngày hôm nay thì một trong hai đề tài đó là đề tài thứ nhất là cái việc mà Bắc Kinh đã nổi giận trong việc mà họ có 500 sinh viên đã bị Hoa Kỳ từ chối chiếu khác. Và trong mấy ngày nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã lên án gay gắt việc Hoa Kỳ đã từ chối chiếu kháng đối với ít nhất là 500 sinh viên của Trung Quốc. Chuyện này như thế nào thì chúng ta đi vào bản tin trước đi. Tại tin này Phong đã có loan cho quý vị rồi. Và sau khi đi vào bản tin chi tiết xong, chúng ta sẽ phải phân tích xem liệu cái chiến lược tách rời Hoa Kỳ ra khỏi Trung Quốc và bớt đi những cái cuộc tiếp xúc này sẽ mang tới một cái kết quả như thế nào trong tương lai. Đó là một trong những cái đề tài chiều ngày hôm nay. Ok, trong bản tin mà ngày hôm qua hôm kia Phong cũng có loan, và hôm nay đã có một số báo chí loan lại, trong đó trên 500 sinh viên của Trung Quốc nộp đơn xin chiếu kháng vào các trường đại học chính của Hoa Kỳ thời gian gần đây đã bị bác bỏ bởi chính phủ Hoa Kỳ bởi những lo ngại về an ninh. Và giới truyền thông của Trung Quốc đã lên án gay gắt chuyện này. Và trong đó thì các cái mạng xã hội của Trung Quốc thì lên tiếng quy trách nhiệm cho việc mà các cái đơn xin của sinh viên từ các trường đại học đã bị từ chối là bởi vì những trường đại học này có quan hệ tới lực lượng quân sự của Trung Quốc. Vào ngày 7 Tây tháng 7 thì tờ báo China Daily báo cáo rằng là 500 sinh viên của Trung Quốc học ở các cái trường được xem là chuyên về học về science, tức là về khoa học, technology tức là về kỹ thuật, engineering và tức là cái ngành kỹ sư, và mathematics tức là ngành toán học, đã bị bác bỏ visa bởi tòa đại sứ và tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ bởi vì vi phạm cái section 212 trong cái luật di trú của Hoa Kỳ, trong đó gọi là US Immigration and Nationality Act và đã được đưa ra từ dưới thời của Tổng thống Trump. Và section 212 này là cho phép Tổng thống Hoa Kỳ sử dụng quyền lực để ngăn cản không cho bất cứ một kẻ nào không phải là công dân của Hoa Kỳ mà được tiếp cận tất cả các cái quyền lợi và các cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Và căn cứ tình trạng này thì trước đây cựu Tổng thống Trump đã đưa ra một cái luật gọi là Proclamation 10043 vào ngày 29 Tây tháng 5 năm 2020 với cái tựa đề là ngưng lại việc mà nhập cảnh của những kẻ không có tình trạng di trú và sinh viên cũng như nghiên cứu từ Republic of China, tức là từ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là từ phía Cộng sản, để đối phó lại việc Cộng sản Trung Quốc đã đánh cắp các kỹ thuật và đánh cắp các nghiên cứu của Hoa Kỳ thông qua các chương trình gọi là nghiên cứu và du học của sinh viên Trung Quốc. Và theo tường trình của tờ China Daily thì việc bác bỏ chiếu kháng này
là áp dụng cho tất cả các cái sinh viên, kể cả những người đang từng theo học ở Hoa Kỳ và chưa tốt nghiệp, và những sinh viên đang chuẩn bị bắt đầu nộp đơn xin học tại Hoa Kỳ, gồm các trường là Harvard University, Yale University, University of California at Berkeley, rồi Massachusetts Institute of Technology và Johns Hopkins University, toàn là những trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, để lấy bằng tiến sĩ hay là bằng master tại Hoa Kỳ. Hầu hết những người này đều theo học về các ngành bao gồm có ngành engineer, tức là ngành kỹ sư, ngành khoa học computer, tức là điện toán, rồi ngành máy móc, ngành chemistry, tức là ngành hóa chất, và kể cả những cái nghiên cứu về nguyên liệu, ngành sinh học và một số những cái ngành khoa học khác. Và sau khi mà chiếu kháng của họ bị từ chối thì trên 500 sinh viên này đã đồng viết một lá thư trên cái mạng xã hội Trung Quốc và yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ giải quyết cái gọi là sự ăn hiếp và kỳ thị đối với người sinh viên Trung Quốc. Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã đáp ứng cái lời yêu cầu của các sinh viên của Trung Quốc, và trong đó nói rằng đặc biệt họ nghiêm túc và nghiêm trọng lo ngại về tình trạng chính phủ Hoa Kỳ đã từ chối chiếu kháng của những sinh viên này. Và Zhao Lijian nói trong một cái cuộc phát biểu vào ngày 6 tháng 7, trong đó thì bên đó họ được thảo luận trên tất cả những cái mạng xã hội của Trung Quốc, và một số những cư dân mạng nói rằng việc mà các sinh viên này theo học các trường đại học lớn ở Trung Quốc là bởi vì chính ra những sinh viên này đã theo học các trường đại học ở Trung Quốc, mà các trường đại học này đều nằm trong cái sự quản lý của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tức là PLA, hay còn gọi là Quân đội Cộng sản Trung Quốc. Trong đó được biết với một cái tên gọi là National Defense 7, tức là lực lượng phòng thủ quốc gia số 7. Và trong đó họ trở lại Trung Quốc sau khi du học tại Hoa Kỳ, và họ luôn có những cái hoạt động bên cạnh việc theo học, trong đó bao gồm luôn những trường đại học mà quân đội Trung Quốc bảo trợ, là trường đại học Tinh Hoa, trường đại học Bắc Kinh, cũng đều có những cái liên hệ với lực lượng PLA. Số lượng những người mà theo học các cái ngành này ở tại Hoa Kỳ sẽ bị từ chối, và 500 người này chỉ là con số chúng ta biết được. Có thể hàng ngàn sinh viên khác cũng đã bị từ chối mà chúng ta không biết được, nhưng bây giờ chỉ có 500 sinh viên ký tên trong cái lá thư này mà thôi. Chính phủ Hoa Kỳ đang lo ngại rất nhiều công dân của Trung Quốc mượn danh nghĩa sinh viên để vào đây hoạt động gián điệp và đánh cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ. Và càng khó khăn khi mà phía Trung Quốc khó có thể nhận ra được đâu là sinh viên thật sự và đâu là gián điệp đội lốt sinh viên. Và cái cơ quan đặc trách về FBI, tức là giám đốc điều tra FBI của Hoa Kỳ, là ông Christopher Wray, đã lên tiếng cảnh cáo trong cuộc điều trần tại Thượng viện là cái ngành trí thức của Hoa Kỳ luôn làm gián điệp trong tất cả mọi phần và đánh cắp tất cả những cái khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và đe dọa tới xã hội của Hoa Kỳ. Và Joe Augustine, một cựu nhân viên của tình báo CIA trước đây, đã nói rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc và cơ quan tình báo của họ là luôn có những cái hoạt động trong giới sinh viên của Trung Quốc và luôn kiềm chế những sinh viên này và buộc họ phải làm việc cho giới tình báo của Hoa Kỳ trong các trường đại học và các công ty của Hoa Kỳ. Và ông Augustine nói rằng là chính chế độ Cộng sản Trung Quốc đã thuê mướn tất cả những sinh viên này trở thành một nhân viên tình báo bán chính thức của họ và tìm cách gây ảnh hưởng trong tất cả các trường đại học tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái bản báo cáo mới nhất và tình trạng sinh viên Trung Quốc đã bị từ chối chiếu kháng. Ok quý vị, đó là một trong những cái bản tin vào chiều ngày hôm nay mà chúng ta có được. Như vậy thì điều gì xảy ra? Dưới thời của cựu Tổng thống Trump, ông đã áp dụng đạo luật này ngăn cản không cho phép sinh viên và các nhà nghiên cứu của Trung Quốc đã có cái việc nhập cảnh Hoa Kỳ một cách dễ dàng theo học hay là nghiên cứu ở tại Hoa Kỳ. Bởi vì sau khi phát hiện rất nhiều những trường hợp đánh cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, làm gián điệp cho cơ quan tình báo của Trung Quốc và tìm cách chiêu mộ những nhân tài của Hoa Kỳ về phục vụ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc, và cuối cùng là họ gây ảnh hưởng tới các quyết định của các trường học liên quan tới vấn đề của Cộng sản Bắc Kinh thông qua các viện khổng tử. Đây là những điều mà chính cựu Tổng thống Trump đã ra lệnh ngăn cấm một cách nghiêm khắc trong cái luật di trú. Và bây giờ thì ông Trump không còn ở cương vị Tổng thống, Joe Biden lên, nhưng mà những cái điều luật này ở trong cái ngành di trú vẫn chưa hề thay đổi. Và do đó 500 sinh viên là cái con số mà họ ký tên trên một lá thư gửi lên mạng xã hội tại Trung Quốc thôi, còn số lượng mà bị từ chối có thể lên tới hàng ngàn sinh viên.
Ok quý vị, điều này cho chúng ta thấy rằng là Bắc Kinh đang rất tức tối chuyện này. Bởi vì Bắc Kinh đã nhìn ra được việc mà Hoa Kỳ từ từ tách rời cái nền kinh tế Trung Quốc và những giao du với Trung Quốc, và coi như là tách rời hoàn toàn với giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Và việc tách rời này sẽ làm cho Bắc Kinh lúng túng. Bởi vì 30 năm qua, Bắc Kinh phát triển kinh tế nhờ vào những cái kỹ thuật và nhờ vào những cái sáng tạo của Hoa Kỳ. Và họ sản xuất những cái sản phẩm dựa trên những cái phát minh của Hoa Kỳ, và họ làm giàu và họ phát triển kinh tế rất nhanh. Bây giờ tách rời ra, mạnh ai nấy lo, thì Bắc Kinh lại rớt vào cái tình trạng gọi là không có một cái sản phẩm nào được sáng tạo hết. Toàn nương nhờ và sống nhờ vả vào tất cả những cái sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, dù rằng những sản phẩm đó do những công ty Hoa Kỳ mang qua Trung Quốc sản xuất, hay là Bắc Kinh ăn cắp tất cả những kỹ thuật đó, hay là họ ép các công ty của Hoa Kỳ chuyển giao kỹ thuật cho họ. Thì bằng phương pháp nào đi nữa, thì cuối cùng cái bản chất thật sự là Bắc Kinh không có sáng tạo. Bản chất thật sự là Bắc Kinh không có sáng tạo, chỉ đi ăn cắp và vay mượn, hay là lấy của người khác để mà làm cái tài sản của mình thôi. Do đó khi mà Hoa Kỳ cứng rắn trong vấn đề chiếu kháng dành cho sinh viên hoặc là các nhà nghiên cứu, thì là Bắc Kinh rất tức giận. Và tờ China Daily được xem là cơ quan truyền thông cái loa hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng sau khi có 500 sinh viên này viết một lá thư ngỏ trên mạng xã hội, tức là trên cái mạng xã hội Weibo tại Trung Quốc. Và tuy nhiên thì việc này cũng đã dẫn tới cái tranh luận trái chiều ở ngay tại Trung Quốc. Tại vì dựa trên cái đạo luật mà Hoa Kỳ đã ban hành là tất cả những trường đại học nào tại Trung Quốc mà có liên hệ tới lực lượng PLA, tức là quân đội Cộng sản Trung Quốc, thì sẽ không được phép cấp chiếu kháng cho những sinh viên từ trường đại học này. Thì bây giờ quý vị, ở tại Trung Quốc thì những cái trường được xem là cao cấp nhất của Trung Quốc lại nằm dưới sự quản trị của quân đội. Từ trường đại học Bắc Kinh, trường đại học Thượng Hải, trường đại học Tinh Hoa, cho tới một số những trường đại học khác đều nằm dưới sự quản trị và ngân sách của PLA. Như vậy thì cái lệnh cấm của ông Trump cũng không sai, và bây giờ chính Joe Biden cũng duy trì chuyện này. Và điều thứ hai là mình chia làm hai thành phần. Thành phần nó được nuôi dưỡng từ bé, hoạt động gián điệp từ Trung Quốc, tức là từ lúc mà nó còn ở tiểu học quý vị, tức là nó được đào tạo trong cái môi trường gọi là đội đoàn gì đó, rồi nó đi vào ngành tình báo, rồi làm vừa làm sinh viên mà vừa làm tình báo cho Trung Quốc. Thì thành phần này rất ít, bởi vì Cộng sản Trung Quốc chọn lọc các cái tình báo rất là kỹ và rất là ít, lý lịch phải sạch rồi dữ lắm. Thì thành phần này thì ít, nhưng cái thành phần nhiều nhất vẫn là thành phần bị ép buộc làm gián điệp, tức là họ không phải là gián điệp, nhưng khi mà họ được chiếu kháng qua Hoa Kỳ để làm việc hay là để học, thì ngay lập tức trước khi mà họ rời khỏi cái phi trường của ở Trung Quốc đó, thì họ luôn phải làm việc với cơ quan mật vụ và cơ quan tình báo của Trung Quốc. Và trong đó là cơ quan tình báo Trung Quốc sẽ báo cho họ biết, à, khu vực anh học trong trường đại học đó có những ai anh có thể liên lạc, và những gì chúng tôi cần anh phải đáp ứng, chúng tôi cần những cái gì, và nó cũng sẽ không làm phiền tới vấn đề học hành của các anh. Rồi bên đó chúng tôi sẽ có những người giúp cho các anh có thể có được cái việc làm, có được chút lương trong lúc đi học, vân 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 vân. Bù lại thì tất cả những sinh viên này phải có trách nhiệm là báo cáo mỗi một tháng một lần, hay là ít nhất là viết những cái bản báo cáo gửi về cho Cục Tình báo của Trung Quốc. Đó là cái cách mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để đánh cắp tất cả sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ và hoạt động gián điệp tại Hoa Kỳ. Chính vì điều này mà chính quyền của cựu Tổng thống Trump trước đây đã mạnh mẽ và ra lệnh và cứng rắn trong vấn đề đó. Bây giờ thì chính quyền của Joe Biden cũng đã duy trì và nhìn ra được cái trò gọi là đánh cắp của Trung Quốc và hoạt động gián điệp của Trung Quốc. Hầu hết những thành phần nào mà có liên hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc mà ở làm ăn buôn bán, làm việc hay là sinh học ở Hoa Kỳ đều phải đóng hai vai trò. Cái này là sự cưỡng bức, bởi vì nếu những sinh viên đó mà từ chối hay những người đó từ chối thì ngay lập tức họ sẽ bị cô lập tại Trung Quốc, và có thể sẽ dẫn tới tình trạng khốc liệt hơn là gia đình của họ sẽ bị sách nhiễu hoặc là sẽ bị truy tố bởi những cái tội danh vu vơ nào đó để buộc họ phải hoạt động cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đặc biệt nhà thành phần sinh viên là nhiều nhất. Thứ hai là các nhà nghiên cứu. Những nhà nghiên cứu này ở Trung Quốc vì cái nhu cầu nghiên cứu, họ thỏa hiệp với lực lượng mật vụ tình báo của Trung Quốc và kể cả quân đội của Trung Quốc để họ có thể làm được cái công việc của họ. Và khi mà họ được qua Hoa Kỳ
thì cái vai trò mà làm gián điệp đó càng được đặt nặng hơn bởi chính những sĩ quan đặc trách tình báo làm việc với họ từ Trung Quốc. Và thành phần thứ ba, cái thành phần thứ ba là cái thành phần được xem là gây ảnh hưởng nhiều, không hoạt động tình báo nhưng gây ảnh hưởng nhiều nhất, là thành phần thương gia. Những thương gia từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ làm ăn, hay là một số những thương gia từ Hoa Kỳ về Trung Quốc làm ăn. Những thương gia thôi nha quý vị, tôi không nói là những đại công ty. Đại công ty thì họ không dám đụng tới đâu. Cộng sản Trung Quốc họ khôn lắm, họ không dám đụng tới những cái lớn đâu. Nhưng mà những thương gia làm ăn cái kiểu mà nhập cảng hàng từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ, hay là buôn bán, hay là mở công xưởng nhỏ nhỏ gì đó, thì đều nằm trong cái tầm ngắm của lực lượng an ninh của Trung Quốc và lực lượng tình báo của Trung Quốc. Và khi trở về Hoa Kỳ, họ luôn mang theo những sứ mạng. Quý vị nhìn thấy đi, đa số, kể cả Việt Nam luôn, giống nhau lắm. Những kẻ nào mà tới Việt Nam, đi Việt Nam hay là đi Trung Quốc, khi trở về, tự nhiên họ xuất hiện trên nhiều diễn đàn lắm quý vị. Họ tự nhiên, trước đó mấy chục năm trời, họ không liên can gì tới chuyện của cộng đồng. Họ không làm ăn, không có sinh hoạt cộng đồng, cũng không có làm gì hết. Nhưng mà khi mà họ trở về, từ Việt Nam về đó, thì tự nhiên họ lao vào, họ sinh hoạt cộng đồng, họ đi họp hội, họ đi đủ trò hết. Mà trong vai trò, trong mấy chục năm nay họ không hề làm điều đó. Thì quý vị thấy y chang ở bên Trung Quốc. Tức là những kẻ mà thương nhân hay là sinh viên ở bên Trung Quốc qua đó, thì những sinh viên thì nó sống kín đáo hơn. Nó không có lộ bộc lộ giống như những thương gia mà có quốc tịch Mỹ hay là thường trú nhân tại Mỹ mà đi Trung Quốc làm ăn. Những tay này á, thì quý vị, khi mà đi Trung Quốc làm ăn về xong á, là nó vô nó sinh hoạt trong cộng đồng, rồi nó chi tiền, nó bảo trợ chuyện A, chuyện B, chuyện C, xong nó dùng cái tiền bảo trợ và cái thế đó bắt đầu nó gây ảnh hưởng. Ví dụ như mà một hội đoàn nào tổ chức một bữa tiệc gì đó, thường thường đi xin bảo trợ, thì đám này nó xì tiền ra, nó cho 500, 1.000, 2.000 gì đó, nó trở thành một mạnh thường quân thường niên trong cộng đồng, rồi nó dùng cái đó nó ảnh hưởng các cái quyết định của các cái tổ chức trong cộng đồng để có lợi cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Thì điều này nó xảy ra trong cộng đồng Việt Nam rồi, nhưng đồng thời nó cũng đang xảy ra trong cộng đồng người gốc Hoa tại Trung Quốc, ở tại Hoa Kỳ. Thì chuyện này nó xảy ra rất thường niên. Quý vị sẽ thấy là những tay này xưa nay ít khi nào quan tâm tới chuyện cộng đồng lắm, nhưng mà bây giờ tự nhiên đóng góp tiền bạc rất là nhiều để gây cái uy tín và gây ảnh hưởng ở tại Hoa Kỳ. Riêng cái đám sinh viên thì nó sống kín đáo hơn. Nó sống kín đáo, nó không giao tiếp với cộng đồng người Hoa hay người Việt. Nó giao tiếp với cộng đồng người Mỹ và nó tìm cách đào sâu, nó tìm cách tìm hiểu và nó móc nối, nó làm quen với những nhân vật danh tiếng của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người mà chuyên gia về cái lĩnh vực nào đó, về khoa học, về kỹ thuật, về sinh học vân vân. Nó làm quen, nó học hỏi, rồi nó tìm hiểu, nó kết bạn, rồi dần dần nó chiêu dụ. Nó nói ô ở đây thì như vậy, nhưng mà ở Trung Quốc là quý vị sẽ được cái sự nâng đỡ của chính phủ cao hơn, những nghiên cứu của quý vị sẽ được chi tiền nhiều hơn và tạo nhiều phương tiện cho quý vị nghiên cứu hơn, vân 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 vân, để nó chiêu dụ những người đó về phục vụ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc qua cái chương trình là Thousand Talent Plan, tức là chương trình ngàn tài năng của Trung Quốc. Hoặc là nó bắt đầu nó lấy thông tin hoặc là ăn cắp những cái công thức đó, nó chuyển về Trung Quốc nếu mà nó làm việc. Do đó những sinh viên Trung Quốc và những sinh viên của Cộng sản Việt Nam đó, nó len lỏi vào cái cộng đồng Mỹ nhiều, nó ít tiếp xúc với cộng đồng người Hoa hay là cộng đồng Việt Nam. Nó kín đáo, nó tránh dần những ảnh hưởng này. Còn một số thì nó đi ra ngoài, nó làm ở nhà hàng cái chỗ kia, thì cái đó tôi không nói. Những thành phần đó là những thành phần mà nó không có dính líu gì và nó cũng tìm cách nó tránh né là nhiều lắm. Nhưng những thành phần mà hoạt động thực sự cho Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam là những thành phần mà nó không bao giờ, lâu lâu quý vị mới thấy nó xuất hiện trong mấy cái nhà hàng gốc Việt ăn uống rồi ngồi với mấy người bạn Mỹ không à. Đám này mới là cái đám hoạt động tình báo đó quý vị. Đám này mới là cái đám hoạt động tình báo và đóng hai vai trò, vừa là sinh viên và vừa hoạt động tình báo và đóng vai trò chiêu mộ cho Cộng sản Việt Nam lẫn Cộng sản Trung Quốc. Thì cái trò này nó đã được ông Trump phanh phui trong mấy năm qua. Có điều là trong cộng đồng Việt Nam chúng ta thì không hiểu, cứ dí mấy đứa nhỏ mà đi làm ở trong mấy cái nhà hàng, mấy cái chợ thì cứ nói chụp mũ nó là hoạt động tình báo cho Cộng sản Việt Nam. Thật sự đám đó lại không hoạt động nhiều. Đám đó nó ít hoạt động lắm, nó chỉ ồ, nó ngó rồi nó lâu lâu rồi nó chửi động hay nó có những cái xung khắc với những người trong cộng đồng thôi. Những kẻ mà hoạt động cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc và nhà nước Cộng sản Việt Nam là những kẻ quý vị sẽ không bao giờ thấy nó sinh hoạt trong cộng đồng hết. Tại vì nhiệm vụ của nó không phải là cộng đồng, không phải là người gốc Hoa, người gốc Việt ở đây. Nhiệm vụ của nó là chiêu mộ những người mà ở những cái trường đại học danh tiếng, những người chuyên ngành,
cho nên là nó len lỏi, nó không thể nói tiếng Hoa hay tiếng Việt luôn quý vị. Nó tập tành nói tiếng Anh và nó sử dụng tiếng Anh không, nó giao tiếp, nó tiếp xúc, thì cái thành phần này mới là thành phần nguy hiểm. Và 80% thành phần này đều hoạt động cho Cộng sản và hoạt động cho Cộng sản Trung Quốc cả. Cộng sản Việt Nam lẫn Cộng sản Trung Quốc. Do đó, cái việc mà ngăn cấm này của Hoa Kỳ là có lý do. Bởi vì tất cả những kẻ bên đó qua đều bị cưỡng bức. Tức là một là tình nguyện làm gián điệp cho họ. Hai là bị cưỡng bức làm gián điệp một cách bán chính thức. Do đó, cái việc mà bác bỏ các cái chiếu kháng này, nhưng đồng thời cũng là cho thấy rằng là bác bỏ chiếu kháng này là hợp lý, và đồng thời cũng cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã bắt đầu ngăn chặn tất cả cái việc mà Trung Quốc tìm cách hút chất xám từ ở Hoa Kỳ về Trung Quốc rất là nhiều. Và cái thành phần mà gọi là, chính vì vậy mà bây giờ Bắc Kinh bắt đầu nổi điên. Tờ China Daily được xem là một trong ba cơ quan truyền thông, cái loa tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị biết cái loa tuyên truyền đầu tiên là đài truyền hình CCTV, cái loa tuyên truyền thứ hai là Tân Hoa Xã, và cái loa tuyên truyền thứ ba là chính là tờ China Daily, tức là tờ Trung Hoa Nhật Báo. Đây là ba cái loa tuyên truyền chính của Cộng sản Trung Quốc, bên cạnh những cái loa tuyên truyền phụ nhưng cũng không kém phần nhỏ lớn miệng đâu, là tờ báo Nhân Dân hay Hoàn Cầu Thời Báo vân vân, thì những tờ này là cấp nó thấp hơn. Còn tờ China Daily, đài truyền hình CCTV và Tân Hoa Xã là những cái loa tuyên truyền cao cấp nhất của Đảng Cộng sản. Mà bây giờ họ lên tiếng như vậy, họ đánh động rồi đến phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng phối hợp và chúng tôi lo ngại nghiêm trọng. Vấn đề ở chỗ tại sao Hoa Kỳ cấm, nếu các anh không có hành, tại sao các quốc gia khác không bị? Tại sao sinh viên của Âu Châu qua Hoa Kỳ không hề bị vấn đề gì hết? Tại sao sinh viên của Nam Mỹ, Trung Mỹ vào Hoa Kỳ du học không bị gì hết? Tại sao sinh viên ở Trung Đông Do Thái, là cái chỗ mà có khuynh hướng Hồi giáo cực đoan và có cái gọi là terrorist, tức là có cái khuynh hướng có thể khủng bố ở nước Mỹ luôn, nhưng mà họ cũng không bị cản trở và không bị từ chối nhiều visa so với Trung Quốc? Thì quý vị đặt ngược câu hỏi, tại sao Trung Quốc lại bị soi đèn như vậy trong khi những quốc gia khác thì không có? Đây chính là cái mấu chốt vấn đề. Bởi vì những sinh viên và những nghiên cứu gia của Trung Quốc, từ Trung Quốc mà qua bên Hoa Kỳ đều có sứ mạng hết. Nó khác với sinh viên của Âu Châu vô Mỹ học, sinh viên của Úc vô Mỹ học, sinh viên của Malaysia, của Indonesia, của Singapore, của Hồng Kông, của Đài Loan, người ta qua Mỹ học đâu có vấn đề gì đâu. Mà tại sao sinh viên Trung Quốc lại bị từ chối visa? Mà quý vị biết dưới thời Obama, sinh viên Trung Quốc chiếm hơn phân nửa trong tổng số sinh viên nước ngoài tới Mỹ du học. Thì Trung Quốc chiếm hơn phân nửa nhờ cái chính sách dễ dãi của Obama. Lúc đó Obama cho sinh viên Trung Quốc một cái chiếu kháng trực tiếp 5 năm luôn, không cần phải mỗi năm renew. Rồi các nghiên cứu gia của Trung Quốc được cái chiếu kháng 10 năm luôn, tức là trong vòng 10 năm không cần phải renew, họ cứ mua vé là bay qua Mỹ thôi. Nhưng mà tới thời ông Trump là ông cắt bỏ hết. Ông Mike Pompeo là ông cắt bỏ hết. Ông bắt tất cả phải giống nhau hết. Tức là sinh viên dù đến nước nào cũng vậy, tới Mỹ một năm, căn cứ trên cái trình độ học vấn, cái cách học và điểm tất cả mọi thứ, rồi họ quyết định cấp lại, tái cấp lại cái chiếu kháng hay không. Thì quý vị, tất cả sinh viên ở Malaysia qua đâu có vấn đề. Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất và đang có tiềm năng khủng bố rất nhiều, cũng đâu có vấn đề. Rồi Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, những sinh viên này qua Mỹ du học không có vấn đề gì hết. Mà tại sao sinh viên Trung Quốc bị từ chối? Đây chính là vấn đề. Bởi vì sinh viên Trung Quốc đã cho người ta thấy không an tâm, là bởi vì họ luôn có những sứ mạng. Mà những sứ mạng đó là hoạt động gián điệp, đánh cắp các tài sản trí tuệ, rồi chiêu dụ người, và đồng thời gây ảnh hưởng lên các trường đại học. Tôi chưa thấy sinh viên của Singapore, của Malaysia, của Thái Lan quậy phá ở trong các trường đại học để ép buộc các hiệu trưởng hay là các trường đại học phải đưa ra những quyết định nào đó cho cái quốc gia gốc của họ cả. Nhưng mà sinh viên Trung Quốc từ Úc qua tới Mỹ, Canada, nó đều lên tiếng và nó harass cái ban giám hiệu hay là cái hiệu trưởng, là phải đưa ra những quyết định những quyết định nào mà có lợi cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, chính những điều này
nó làm cho sinh viên Trung Quốc đã bị từ chối chuyến bay. Và đó là sự thật. Do đó quý vị, Cộng sản Trung Quốc dù rằng là có những cái ngôn ngữ mạnh bạo, nhưng mà cái chính sách của Hoa Kỳ là như vậy. Nếu anh tới Hoa Kỳ với một cái mục tiêu duy nhất học hỏi để trao dồi kiến thức và có được những cái bằng cấp ở những trường đại học mà được thế giới thừa nhận, thì không ai làm phiền các anh hết. Nếu các anh học giỏi, nếu các anh ra trường thì không ai nói làm phiền các anh hết. Nhưng mà các anh tới đây với một cái mục tiêu khác, ngoại trừ cái vấn đề đó ra, các anh lại đi ăn cắp những cái tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ, đánh cắp những công thức, những bí mật thương mại của Hoa Kỳ, rồi chiêu dụ những người ở Hoa Kỳ về làm việc cho cái chế độ cai trị ở nhà nước các anh. Cho nên là các anh bị ngăn cản visa. Con số 500 sinh viên này ký tên chỉ là 500 người ký tên thôi, nhưng mà thật sự hàng ngàn sinh viên Trung Quốc đã bị deny visa, tức là bị từ chối chiếu kháng, không cho nhập cảnh Hoa Kỳ, đặc biệt là trong mùa năm nay. Tại vì bây giờ là tháng 7 rồi, tháng 9 nhập học rồi các vị. Tháng 9 là các trường đại học cho tái nhập học trở lại rồi. Bây giờ bị chiếu kháng, bây giờ họ đang tìm cách áp lực Bộ Ngoại giao để can thiệp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Mục đích là ép chính quyền Joe Biden phải thay đổi cái chính sách này. Nhưng mà có vẻ như chính quyền Joe Biden vẫn không thay đổi gì cả, vẫn duy trì tất cả những cái sắc lệnh của ông Trump trong vấn đề di trú đối với Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù rằng chính quyền Joe Biden thì dễ dãi trong vấn đề di trú với Trung Mỹ và Nam Mỹ, mở cửa biên giới luôn, nhưng mà với Trung Quốc họ vẫn đóng cửa. Thì đây cho thấy rằng là cái chiến lược của Hoa Kỳ tách rời khỏi nền kinh tế của Trung Quốc và sắp sửa có những cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Bởi vì giống như tôi nói, Bắc Kinh đã là một đối thủ, và trước sau gì thì Hoa Kỳ sẽ chỉ có những biện pháp cứng rắn với Cộng sản Trung Quốc thôi, không hề có những cái gọi là mềm dẻo lại trở lại giống như dưới thời của Obama nữa. Bởi vì cái suy nghĩ của Hoa Kỳ đã khác với lại nhiều năm trước rồi quý vị, tức là đã khác, cái chính sách đó đã khác với lại 40 năm trước rồi. Trung Quốc bây giờ là đối thủ đáng gờm và sẽ là kẻ thù của Hoa Kỳ, chứ không phải là không phải là một đối tác bình thường nữa, và là một người bạn của Hoa Kỳ nữa. Và đó chính là cái giá mà Trung Quốc phải trả. Sự tách rời nền kinh tế, văn hóa, giáo dục của Hoa Kỳ với Trung Quốc là điều sẽ không thể tránh khỏi nếu ngày nào Đảng Cộng sản còn tiếp tục cai trị tại Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa Phong trở lại với đề tài thứ hai, và trong đề tài thứ hai thì cũng liên quan tới Trung Quốc. Đảo Hải Nam sẽ trở thành một cái trung tâm uy hiếp toàn bộ khu vực Đông Nam Á về kinh tế lẫn quân sự. Chuyện này như thế nào? Một lát nữa Phong sẽ trở lại trong đề tài thứ hai, là Trung Quốc đang tìm cách khai thác cái đảo Hải Nam để mà trở thành một cái trung tâm vừa là kinh tế vừa là quân sự của Trung Quốc, đe dọa toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Một lát Phong trở lại, mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong trở lại trong vòng 2 phút.